Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là thứ hai, thì không giờ đêm nay, tức là rạng sáng ngày thứ ba, là ngày 19 đó các bạn, thì chúng ta sẽ có bản iOS 17 chính thức. Mình biết á, là có một số bạn sẽ đợi một vài ngày rồi các bạn mới update lên cái phiên bản iOS 17 chính thức, nhưng có một số bạn sẽ update ngay và luôn sau khi Apple vừa tung lên server. Thì mình có một số lời khuyên và những cái lưu ý dành cho các bạn trước khi các bạn update phiên bản iOS 17 chính thức. Thì những lưu ý đó là cái gì? Thì mời các bạn xem video. Rồi, cái lưu ý đầu tiên là sau khi Apple vừa tung cái bản update iOS 17 chính thức lên server đó các bạn, thì ví dụ như các bạn nào mà muốn thức vào lúc 0 giờ ngày thứ ba đó thì có khi nó bị trễ giờ đó các bạn. Apple có khi tung lên nhưng mà nó trễ giờ, nên là các bạn không cần phải thức đợi update cái phiên bản 17 chính thức đâu, mà các bạn hãy ngủ một giấc đi cho nó khỏe, rồi sáng mai mình update sau. Hoặc là có khi sáng mai cũng chưa có nữa đó các bạn, nhiều khi tới 1-2 giờ chiều mới có nữa. Rồi nhiều khi vừa tung lên xong cái có nhiều người tải quá, cái server nó bị lỗi hoặc là bị lắc gì đó ha. Đó là thứ nhất. Về thứ hai, các bạn muốn update lên cái phiên bản iOS 17 chính thức thì cái điều đầu tiên các bạn cần làm đó là các bạn hãy sao lưu lại cái bản iOS của mình đang sử dụng. Ví dụ như bạn đang sử dụng iOS 16.6 hoặc là 16.6.1 đó, thì các bạn hãy sao lưu lại. Các bạn nào mà có máy tính thì sao lưu lên máy tính. Các bạn nào mà không có máy tính thì các bạn sao lưu lên iCloud. Còn bạn nào mà chơi lớn luôn á, kỹ á, thì sao lưu lên iCloud rồi sao lưu lên máy tính luôn. Đó là các bạn có hai bản backup. Như vậy là nó sẽ an toàn cho thông tin của các bạn. Lỡ mà trong quá trình các bạn lên phiên bản iOS 17 chính thức á, nó có xảy ra những cái vấn đề gì đó lỗi chẳng hạn, thì các bạn hạ cấp xuống iOS trước thì các bạn không bị mất dữ liệu. Còn các bạn mà không sao lưu, không backup lại cái dữ liệu của các bạn, thì lỡ lên phiên bản iOS 17 chính thức đó, nó có xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn hoặc là lỗi nặng quá, các bạn hạ cấp iOS về, vậy là các bạn mất hết dữ liệu ha. Cái đó thì rất là đáng tiếc luôn. Rồi, tiếp theo, cái mà các bạn cần lưu ý nữa đó là về cái dung lượng bộ nhớ. Thì từ phiên bản iOS 16 các bạn lên phiên bản iOS 17 thì dung lượng nó cũng rất là cao, mình nghĩ là khá cao đó. Nhưng mà cụ thể bao nhiêu thì phải đợi bản iOS 17 chính thức ra thì mới biết được. Đó, cho nên là các bạn phải cần cái chuẩn bị cái dung lượng trên cái iPhone của các bạn nó phải nhiều đã ha. Thì nếu mà không có nhiều á thì các bạn vô phần cài đặt rồi vô cái phần dung lượng iPhone, các bạn kiểm tra xem cái ứng dụng nào á nó chiếm nhiều cái bộ nhớ của cái iPhone thì các bạn tạm thời xóa nó đi ha. Nhưng mà không ảnh hưởng đến dữ liệu của các bạn đó, thì các bạn xóa nó đi rồi các bạn update lên phiên bản iOS 17 chính thức rồi các bạn tải về lại sau ha. Còn bạn nào mà máy mà 512GB hoặc là 1TB đó thì các bạn này vô tư, không cần phải suy nghĩ về cái vấn đề dung lượng nữa. Vừa rồi là mình đã chia sẻ xong cho các bạn về những cái lưu ý trước khi các bạn update lên cái phiên bản iOS 17 chính thức. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình, và nhớ comment để lại ý kiến phản hồi của các bạn ở phía dưới phần bình luận ha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái phiên bản iOS 17 chính thức.